Hôm nay tôi tổng nha, ta làm bảng thống kê theo mẫu. Thế thì bảng thống kê theo mẫu đấy là chúng ta phải thống kê số lượng gì nhỉ? Số lượng mua và số lượng bán. Đúng không? Nha. Thế cái như vậy là bài này là tôi phải cộng cộng số lượng theo hai điều kiện. Đúng không? Là điều kiện là tên xe là một này. Hãng xe, đúng không? Và điều kiện thứ hai là loại hàng là mua hay bán đây. Nha. Đấy. Như vậy để giải quyết bài toán này ta phải dùng cái hàm gọi là hàm sum event. Thì trong cái file 2 này nha, chúng ta gõ từ khóa là sum event. Đấy, ta thấy hàm sum event đây rồi. Cái hàm sum event ấy là cú pháp nó sau này. Đối số đầu tiên là sum rank là vùng cộng. Nha, đối số thứ hai criterion nó là vùng điều kiện 1. Đấy, đối số thứ ba là criterion 1, đúng không? Criterion 1 là điều kiện ứng với vùng điều kiện 1, đúng không? Criterion 2 là vùng điều kiện 2, còn criterion 2 là điều kiện 2 ứng với vùng điều kiện 2. Đấy, thế ta cứ thế ta cộng, đúng không? Bây giờ thầy làm như này, nó tương tự như hàm sum ít rồi. Thế ta gõ ở đây nhá, là chữ M và chữ đây là chữ gì? B. Mua bán nhá. Tôi sẽ thực hiện cộng như sau này. Bằng sum if S. Bằng ngoặc đóng ngoặc này, enter lần hai lần. Cái thứ nhất là vùng cộng của chúng ta là cộng số lượng. Ta chọn các ô số lượng. Còn F4 nhá, để sao chép công thức nó không bị thay đổi. Thứ hai là ta đã tạo vùng điều kiện 1. Vùng điều kiện 1 là vùng đánh giá đấy nhá, là tôi xem là cái nào là của Honda, cái nào của Suzuki, tớ nhé 4. Thế thì nếu như là tôi muốn tìm đến cái thằng Honda, cộng với Honda thì tôi chọn Honda ở đây. Đó nhá. Đấy, tôi quên mất chưa gọi dấu chấm phẩy. Chọn vùng đây. Nhá, ở nhé 4 này, chấm phẩy này. Bây giờ ta nhập đến điều kiện criteria 1 là điều kiện cho cái vùng đánh giá là Honda. Tôi chọn đây. Thế bây giờ cái giá trị Honda này tôi truyền ấy là truyền theo tham số, đúng không? Tham chiếu. Thế thì cái cột A này khi tôi sao chép là sang ngang là nó không được phép thay đổi. Nhưng mà tôi sẽ sao chép xuống thì nó phải được phép thay đổi để nó nhận ra giá trị Suzuki Yamaha là nó thay đổi giá trị, đúng không? Như vậy cái OA34 này là ta phải để tọa độ tuyệt đối về cột, tương đối về dòng. Nha. Đấy, chúng ta sẽ gì? Làm tiếp là cái vùng điều kiện 2. Vùng điều kiện 2 là sẽ theo mua và bán. Thế thì ở trong đề nhá, trong đề bài tập 1 ấy là ký tự cuối này của mã hóa đơn là nó cho biết là mua hay bán, M là mua mà B là bán, đúng không? Đấy, tờ nhé 4. Thế thì cái điều kiện này là tôi lấy là MB để ứng với cái sâu kia, đúng không? Đấy, thế thì cái này ấy là MB nó là cuối ký tự, vậy thì tôi sẽ nối với sâu một cái ký tự thay thế cho tất cả các sâu đằng trước. Tôi nối với gì nhỉ? Nối với cái ô chứa MB này. Nha. Đấy, nối cái này, nối sâu như này thì chúng ta sẽ gì? Khi tôi sao chép này, sao chép sang ngang thì chữ M nó phải thành chữ B, đúng không? Tức là mua phải sang bán, như vậy là cột là ta phải để tương đối. Còn dòng, khi tôi sao chép xuống thì cái dòng MB này, này là không được phép thay đổi, như vậy là ta phải để tọa độ tuyệt đối về dòng, tương đối về cột. Nha. Đấy, một cái cách thứ hai nữa ta không làm theo MB này, mà nó sẽ phức tạp hơn một chút thì ta dùng hàm mid nhá, để ta lấy chữ MB mid mở ngoặc đóng ngoặc của cái ô mua này nhá. Ta đem mấy nhá? Em 4. Đấy, và ta lấy mấy ký tự? Ta lấy vị trí ký tự thứ 3 1 2 3 4 đúng không? Vị trí thứ 4 ta lấy một ký tự. Đấy, và kết quả trả về không có gì thay đổi nhá. Đấy, ta khi làm để cho đơn giản hóa bài toán mình có thể mình thêm cái này
nha. Nhưng mà đi thi thì mình không được thêm, đó nhá. Làm bài thực tế thì mình được thêm, nhưng đi thi không được thêm. Đi thi mà ta thêm vào như này là dễ bị cho là đánh dấu bài, nhá. Đấy. Để kiểm tra nhá, các em có thể sử dụng cái hàm sum ta kiểm tra sau khi ta làm. Chúng ta kiểm tra bằng hàm sum như sau, ta vào home này, nhóm existing này. Nha, ta chọn sum này. Đấy, cộng tất cả cái trên. Xong rồi ta cộng tổng đây. Cộng tổng đây số lượng bằng 59 thì tổng số lượng ở trên này. Ta cộng vào nếu trùng khớp thì là ta làm đúng. Đấy, các em thấy 59 đúng chưa? Đấy, thế đi làm bài mình kiểm tra mình thấy đúng rồi thì mình phải xóa đi nhá, không được để thừa cái gì cả. Đúng không? Đấy. Thế thì cái bài này ấy, là ta bỏ này đi. Nha. Đấy, ta làm theo cái kiểu là thả mít đấy nha. Thống nhất là ta thả mít nha. Được chưa? Thế ta làm theo các yêu cầu tiếp theo. Sau khi làm xong hàm submit, ta làm theo yêu cầu tiếp theo trong đề yêu cầu của giáo viên này. Định dạng các dòng số lượng lớn hơn 5 và bán trong tháng 8. Tự động đổi nền màu vàng chữ đỏ. Thế chúng ta làm cái này ta làm rồi đúng không? Là ta sẽ chọn toàn bộ các dòng cần phải định dạng tự động. Đấy, sau đó là gì? Chúng ta vào home này, conditioning counting này, ta chọn new rule nha. Đấy, sau đó ta chọn cái dòng 6 này là để tính công thức. Bằng này, số lượng lớn 5 bán trong tháng 8. Thế thì số lượng là ta lấy theo cái cột này. Ta sẽ phải, đây là hàm en nhé, ta phải sử dụng hàm en. Đấy, số lượng. Cái này ấy là lưu ý là nó chỉ duyệt trong cột nên cột phải để cố định. Đúng không? Lớn hơn mấy nhỉ? Lớn hơn 5 và bán trong tháng 8 thì để lấy tháng thì ta dùng hàm măn. Hàm măn ấy là gì? Ta chọn vào cái ô đầu tiên của cột ngày bán nhá, ta cũng để cố định về cột bằng mấy, bằng 8. Đấy, xong rồi ta enter. À, ta định dạng ở đây là gì nhỉ? Chữ đỏ nền vàng, ta vào format. Đấy, chữ màu đỏ nền màu gì, nền màu vàng. Ok. Thế bây giờ nếu như mà gì tôi chuyển đổi cái này thành tháng 8 này, số lượng lớn mấy nhỉ, lớn hơn 5 à. Đây ta đổi cái thằng 6 này cho thành thằng 7 đây nhá. Đấy, thành tháng 8 này. Đấy, ta thấy nó tự động nó đổi màu nhá. Tiếp tục này. Định dạng cột ngày hết hạn bảo hành là hai chữ số tháng, hai chữ số ngày, hai chữ số năm. Ta chọn toàn bộ cột dữ liệu này, ta phải chuột format cell. Ta vào custom nhá. Đấy, xong ta gõ theo đúng cái mẫu thôi. DD này, MM này. Ok. Sắp xếp lại danh sách theo cột hãng sản xuất tăng dần, nếu cùng hãng thì sắp xếp số lượng lớn hơn trên lên trên. Thế để sắp xếp dữ liệu thì các em lại đọc lại cái file sắp xếp dữ liệu nha. Đây, sắp xếp dữ liệu đây. Nắm chưa chắc thì đọc lại cái file này nha. Chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp, không chọn dòng tiêu đề của số tự. Đấy, ta lưu ý là không nên nhá. Đấy là lời khuyên. Tôi chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp này. Tôi vào gì data này, nhóm sort center này, chọn sort này. Tôi bỏ dấu check này bởi vì tôi không chọn dòng tiêu đề nha. Thứ nhất là của hãng sản xuất là xếp tăng dần. Ta chọn hãng sản xuất là cột C. Nha, ta thêm mức này. Nếu như mà gì số lượng cao hơn xếp lên trên thì ta dùng cột gì? Cột G. Do cột G là cao hơn ấy, thì là xếp giảm dần, tức là longest to smallest, từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Ok. Nha. Nha. Thiết lập dòng 1, 2, 3 luôn hiển thị, tức là cố định dòng 1, 2, 3 đây. Ta chọn dòng 4 nha. Ta vào view này.
Require này. Đấy, những cái thao tác này là những thao tác là bắt chước học, chứ còn bài toán giải quyết bài toán công thức thì nó khó thì mình có thể không làm được, nhưng những cái này mà mình không làm được thì chắc chắn là trượt, không thể cứu vãn, đúng không? Đấy, ít nhất là hàm đơn giản phải làm được, biểu thức phải làm được. Đấy. Nha, và những cái động tác này là ta phải làm được. Tiếp tục này, tạo comment cho OH4 cần kiểm tra lại, đúng không? OH4 là ô thời gian bảo hành đây. Ta vào review này. Nha, chọn OH4 vào review new comment, gõ chữ cần kiểm tra lại, được chưa? Tiếp căn chỉnh độ rộng vừa với vùng text của trang in. Cái xóa này cho hỏi vướng nhá. Thế thì ta thấy là đây này, vùng text tức là nó đến cái đường nét đứt đây này. Ta chọn ở đây. Nha, phân phối. Đấy, như vậy là ta thấy này, Ctrl P này. Nha, nó nằm chọn trong vùng text của ta rồi. Đúng chưa? Các em có thể lấy lề, đây ta thấy lề ta đã đầu tiên ta đã cân chỉnh rồi. Thế cái này mình chưa định dạng header footer à? Bài này có header footer nhỉ, mình làm chưa nhỉ? Page layout này, page setup này. Sort à? Tôi đặt lề rồi đúng không? Header footer chưa làm, ở đấy, sort rồi. Sort yêu cầu nhá, ta đã là quay lại cái đề ta làm yêu cầu. Là bài tập mấy nhỉ? Gõ bài tập 1. À, ra đây. Ở đây ấy, là góc trên bên trái này chứa thông tin này, ngày tháng năm này. Nha, ta vào ta chọn custom header này. Ngày tháng năm này. Xuống dòng này. Đường dẫn của file này. Nha. Đấy, và đường dẫn là path, còn tên file đây ta ngắt cái này xuống. Ok. Ở giữa đây các em cho thầy là tên sinh viên, mã sinh viên nhá. Bạn nào không định danh nhá, không làm cái mục này là dễ nhất mà không làm, chỉ có đi xin bài thôi nhá. Tức là không có học hành gì cả. Không nghe giáo viên hướng dẫn và không nghe giáo viên dặn dò nhá, là tức là không có học hành gì cả, chỉ đi xin bài thôi. Tên file của tôi là hôm nay là tôi lấy tên là Phương. Đấy, tên file và mã sinh viên giống hệt nhau nhá. Được chưa? Đấy, bây giờ ta Ctrl P lên này. Đấy, ta thấy là đây ta có đầy đủ rồi. Đường dẫn đây, bên trên, tên file dưới đây, đây là tên sinh viên, mã sinh viên đây nha. Cái nội dung này các em làm trong hàm sum if này, với tất cả các cái định dạng, các em làm trong 15 phút là đến 8 rưỡi nhá.